Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay lại với Ichimoku Club. Thì mình xin giới thiệu quý anh chị một cái nhóm ngành mà trong cái thời gian tới thị trường nếu mà nó có những cái nhịp điều chỉnh tiếp theo thì anh chị có thể tham gia đối với những cái mã cổ phiếu trong nhóm ngành này, đó là chứng khoán. Thì anh chị thấy là khi mà thị trường tăng hay là thị trường giảm thì cái nhóm ngành là chứng khoán thì nó được hưởng lợi khá lớn. Thì đối với những cái mã cổ phiếu chứng khoán và đặc biệt là cái nhóm ngành thì hiện tại nó đã có một cái đợt điều chỉnh khá là sâu về những cái vùng giá hấp dẫn bên dưới rồi nha anh chị. Thì đối với cái nhóm chứng khoán thì chỉ cần mà đâu đó thì ngày mai đó đó có thêm một nhịp giảm điểm rất là nhẹ nhàng xuống những cái vùng giá bên dưới nữa thì anh chị sẽ có được một cái điểm mua có thể là mua ngắn hạn nha anh chị. Thì rất là đẹp đối với dòng chứng khoán. Thì đây là một cái nhóm ngành mà anh chị nên chú ý để tham gia vào. Khi mà thị trường phục hồi thì chắc chắn không thể thiếu cái nhóm chứng khoán được anh chị. Nó là cái nhóm mà nó rất nhạy đối với thị trường. Thì tăng hay giảm gì đó thì cứ nhìn vào nhóm chứng khoán là anh chị có thể nhận biết được đối với thị trường. Thì đây là một cái nhóm ngành mà anh chị chưa có biết cái nhóm nào để tham gia thì nên chú ý tới những cái mã cổ phiếu như SAI, HSM, SHS. Đó là những mã VND. Thì đó là những cái mã đầu. À, thì anh chị nên chú ý để mà tham gia nếu mà bắt đáy thì anh chị khó anh chị nào mà có thể mua đáy bán đỉnh được anh chị, nên mà anh chị muốn tham gia vào thì anh chị canh những cái nhịp đỏ vào phiên ngày mai thì anh chị túc tắc có thể rải hàng ra để mà gom được rải lệnh ra để mà gom hàng được nha anh chị. Thì đây là một cái nhóm ngành mà trong thời gian tới nếu mà thị trường phục hồi thì bắt buộc cái nhóm ngành này nó phải phục hồi, và nếu anh chị muốn nắm giữ dài hơn thì anh chị phải lựa những cái vùng giá đẹp hơn và nắm giữ khi nào gần ra cái báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 thì chị bán. Thường là cứ mà gần ra báo cáo thì đối với dòng chứng khoán thì nó đi xuống, tại vì cái kỳ vọng của nhà đầu tư họ kỳ vọng vào nhóm chứng khoán nó tăng trưởng, thì anh chị thấy thị trường giao dịch càng nhiều thì những công ty chứng khoán làm ăn càng khó thôi. Nhưng mà khi gần ra báo cáo thì thường là sẽ điều chỉnh. Đối với nhóm chứng khoán thì quý 1, quý 2 thì nó đã xảy ra cái hiện tượng này rồi, thì quý 3 thì cứ gần gần ra báo cáo thì chị bán được, tại vì cái kỳ vọng của nhà đầu tư họ họ tự tin vào cái nhóm chứng khoán nó sẽ làm ăn có lợi nhuận, nên họ đã kỳ vọng, cái kỳ vọng đó đã kết thúc khi mà cái cổ phiếu này nó đã đạt được những cái mốc tăng tăng trưởng ở giai đoạn tới. Giai đoạn trước thì gần ra báo cáo thì nó sẽ điều chỉnh thôi. Thì anh chị lưu ý nếu mà tham gia được thì nhớ cái dòng chứng khoán nha anh chị. Rất mong được sự ủng hộ của anh chị, nhớ subscribe, đăng ký, share video này nha anh chị. Xin chào và hẹn gặp quý anh chị vào những cái buổi chia sẻ tiếp theo.